Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, tại họp báo kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 16 tháng 5, bà Lê Thúy Hằng, tổng giám đốc công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC cho biết Kể từ năm 2012, khi chính phủ ban hành Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng đến nay, SJC không được sản xuất, nhập khẩu vàng nguyên kiện. Bà đưa ra đề xuất rằng nhà nước cần xóa bỏ độc quyền vàng miếng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Kể từ năm 2012, Chính phủ ban hành Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Bà Lê Thúy Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn, nhìn nhận sau 12 năm thực thi, nghị định này đã thành công nhất định, giúp ổn định kinh tế vĩ mô. Đối với công ty SJC, vàng miếng của doanh nghiệp được chọn làm thương hiệu quốc gia. Cũng từ thời điểm này, công ty SJC không được nhập khẩu vàng, không được nhập vàng miếng. Bà cho biết sau 12 năm là thương hiệu quốc gia, SJC không có lợi ích gì. Lý giải vàng trong nước tăng so với thế giới, bà Hằng cho rằng trước biến động của tình hình thế giới như chiến tranh lạm phát, còn trong nước các kênh chứng khoán gửi tiết kiệm không còn hấp dẫn nên người dân lựa chọn vàng làm kênh đầu tư. Bà nói người dân có quyền mua vàng và đây là quyền lợi hợp pháp. Về thị trường vàng hiện nay, bà Hằng đánh giá nguồn cung không có, nhu cầu quá lớn và là doanh nghiệp kinh doanh vàng nên SJC phải cân đối. Nhiều doanh nghiệp vàng treo bảng giá mà có thể không bán nhưng đối với sjc doanh nghiệp buộc phải bán cho mỗi người một lượng để có nguồn cung ra thị trường bà hằng khẳng định không bao giờ có chuyện khách đến mua mà không bán đến bán mà không mua bên cạnh đó đặc thù của doanh nghiệp kinh doanh vàng là khi mua về phải bán ngay nên tất cả số lượng vàng đấu thầu thành công phải bán liền cho người dân tổng giám đốc sjc cũng cho biết sẽ tham gia các phiên đấu thầu vàng miếng tiếp theo về câu hỏi có đủ vàng để bán không bà hằng khuyến nghị người dân nên yên tâm bởi sjc là doanh nghiệp được giao bình ổn thị trường nếu gặp khó khăn nhất thì sẽ báo cáo cấp thẩm quyền để đảm bảo nguồn cung ngoài ra người dân cũng nên cân nhắc lựa chọn thời điểm mua bán để tránh thiệt thòi Nêu một số đề xuất sửa đổi Nghị định 24, Tổng Giám đốc SJC cho rằng nhà nước cần xóa bỏ độc quyền vàng miếng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh vàng được dập vàng miếng, giúp đa dạng nguồn cung. Khi đó, người dân dựa vào uy tín thương hiệu doanh nghiệp để lựa chọn mua sản phẩm. Bên cạnh đó, bà Hằng đề nghị cho doanh nghiệp được nhập vàng để có nguồn nguyên liệu, giúp tránh tình trạng nhập lậu vàng ngoài ra các cơ quan chức năng cần thanh kiểm tra để thị trường vàng phát triển lành mạnh công bằng tất cả doanh nghiệp bán vàng phải xuất hóa đơn theo quy định Bỏ độc quyền vàng miếng SJC là vấn đề được dư luận quan tâm. Ở thời điểm hiện tại, nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân gốc rễ khiến cho thị trường vàng nóng sốt, tranh lệch giá vàng cao ngất ngưỡng là do cơ chế độc quyền sản xuất nhập khẩu vàng miếng được quy định trong Nghị định 24. Do đó, nhiều chuyên gia cũng đề xuất bỏ độc quyền vàng miếng SJC năm 2024. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, chuyên gia kinh tế cho rằng, trong lĩnh vực kinh tế, nếu có một nhà độc quyền xuất hiện thì sẽ tạo nên ba vấn đề. Thứ nhất, tăng giá. Ba là tình trạng đầu cơ lũng đoạn không chỉ trên thị trường mà cả chính sách. Chuyên gia lập luận rằng đây là điều thực tiễn phát triển kinh tế các nước đã chỉ ra. Nếu bỏ được giao cản của độc quyền thì sẽ bỏ được tình trạng đầu cơ tích trữ, tình trạng hạn chế cạnh tranh và đặc biệt là làm cho người tiêu dùng, người mua kim khí quý sẽ mua với đúng giá công bằng thay vì giá quá cao và dẫn đến bị thiệt hại. Theo ông nghĩ, bỏ độc quyền vàng miếng SJC là phù hợp theo xu hướng tự do hóa, cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng. Khẳng định, Nghị định 24 đến nay đã hoàn thành khá tốt vai trò và sứ mệnh của mình trong 12 năm qua. Tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế cho rằng Nghị định 24 cần sớm được sửa đổi. Một trong bốn nhóm giải pháp được ông Lực nêu ra đó là tăng lượng cung của vàng để phù hợp với cái nhu cầu của người dân và các gia đình ở Việt Nam. Điều này được thực hiện bằng cách ngân hàng nhà nước cho phép một số doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn, đủ tiêu chí đáp ứng điều kiện nhập khẩu vàng, thay vì chỉ một doanh nghiệp như hiện nay. Nhóm giải pháp thứ hai theo ông Lực đó là bỏ đi thương hiệu quốc gia độc quyền JSC như trong thời gian vừa qua. Ông nhấn mạnh thực tế thương hiệu vàng JSC cũng không khác nhiều so với các thương hiệu khác, nhưng rõ ràng là chênh lệch giá giữa thương hiệu này với thương hiệu khác là lớn, thậm chí lên tới 10 đến 12 triệu đồng trên một lượng như thời gian vừa qua. Điều này tạo ra một giá trị ảo cho bản thân thương hiệu SJC này. Giải pháp đồng bộ khác cùng với việc bỏ độc quyền vàng miếng SJC theo ông lực đó là cần phải tăng cường khâu cố kết hợp giữa ngân hàng nhà nước với các cơ quan bộ ngành khác nhau để kiểm tra đánh giá giám sát thị trường, đảm bảo công khai minh bạch và hoạt động hiệu quả hơn nữa. Cần phải tăng cường hợp tác quốc tế để chống cầu chuyện của buôn và đảm bảo cung cầu, từ đó giúp thị trường vàng liên thông tốt hơn nữa trong thời gian tới. Thực tế, bỏ độc quyền vàng miếng SGC năm 2024 cũng là mong mỏi nhiều năm qua của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực này ông nguyễn đức anh phó tổng giám đốc công ty cổ phần bảo tín mạnh hải cho rằng nếu bỏ độc quyền vàng đầu tiên là tạo cơ hội cho các doanh nghiệp có đủ điều kiện theo các quy định của nhà nước có thể nhập khẩu vàng để tập trung sản xuất trang sức khi đó sẽ giúp cho các doanh nghiệp yên tâm hơn trong việc đầu tư sản xuất trang sức mỹ nghệ phục vụ khách hàng tiến sĩ cấn văn lực cho rằng cơ hội sẽ mở ra với các doanh nghiệp song không phải doanh nghiệp nào cũng có thể được ngân hàng nhà nước cho phép nhập khẩu vàng mà phải đáp ứng được các điều kiện nhà quản lý đặt ra được biết, ngoài các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng quen thuộc trên thị trường hiện nay như Bảo Tín Minh Châu, Phú Nhuận, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, ngân hàng cũng có các đơn vị trong lĩnh vực này, chẳng hạn như Sacombank, có công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý ngân hàng Sài Gòn Thường Tín. Chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển cho rằng nên chấm dứt tình trạng một mình một chợ ngân hàng nhà nước có thể cấp phép cho một số ngân hàng lập công ty con trực thuộc để tham gia sản xuất kinh doanh vàng bạc. Điều này cũng sẽ tạo ra sự cạnh tranh hơn, thu hẹp tranh lệch giá mua bán trong nước. Có quan điểm lạ, tiến sĩ Trương Văn Phước, nguyên quyền chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho rằng, dứt khoát nhà nước phải độc quyền nhập khẩu vàng. Nhà nước có thể ủy thác cho các ngân hàng thương mại, ủy thác cho các doanh nghiệp để nhập khẩu vàng. Nhà nước không can thiệp bán cho ai bán giá nào. Liên quan đến vấn đề giá vàng, Tiến sĩ Cấn Văn Lực cho rằng, khi bỏ độc quyền vàng miếng SJC năm 2024, giá vàng trong nước sẽ về sát với thế giới hơn, bởi hiện nay nhu cầu đầu cơ vàng đã giảm hơn so với trước rất nhiều, cơ bản chủ yếu là tích trữ, tích cóp và thừa kế. Do đó, tăng cung thì cung cầu về vàng cân bằng hơn, đương nhiên giá vàng sẽ giảm xuống, sẽ được điều tiết rất đáng kể và sát hơn so với quốc tế trước ý kiến cho rằng nếu bỏ độc quyền vàng miếng sjc sẽ giúp hạ giá thành vàng sjc rút ngắn khoảng cách với các loại vàng khác phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thường lạo cho rằng có nhiều yếu tố để chi phối đến mối quan hệ giữa giá trong nước với giá quốc tế và giá các mặt hàng vàng các thể loại khác nhau. Nếu bỏ được độc quyền vàng miếng SJC năm 2024, áp lực tăng giá của vàng cũng sẽ giảm. Tuy nhiên để nói chắc chắn rằng giá vàng sẽ tăng hay giảm theo ông Lạng là không thể bởi giá vàng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cung cầu. Nếu cung tăng nhưng cầu cũng tăng nhanh chưa chắc đã giảm tuy nhiên ông nói thêm nếu như mình tăng nguồn cung qua một ngưỡng nhất định thì có thể dẫn đến giảm giá và đây là điều duy nhất tức là chúng ta mở khả năng cung cấp lên tăng đầu mối để nhập khẩu vàng cho phép các nhà cung ứng vàng có thể được vận hành một cách tự do và bình đẳng Việc có độc quyền vàng miếng SJC năm 2024 nữa hay không sẽ tiếp tục được cơ quan quản lý cân nhắc và xem xét. Tuy nhiên theo thông điệp từ Phó thống đốc Đào Minh Tú, nêu ra hồi đầu năm, dù việc thay đổi có giữ nguyên sự độc quyền của SJC hay cho nhiều thương hiệu vàng miếng khác, mục tiêu vẫn là làm sao để thị trường này không ảnh hưởng tới môi trường vĩ mô, đảm bảo quyền lợi của hơn 100 triệu người dân đến đây thời lượng của video cũng đã hết những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo